này có một cái tivi của Sony nha nè, con này có 21 inch không ta, là 19 inch, gần 2,5 gang nha nè, đường chéo nè, con này là của Mỹ vậy nha, mã đây nè, là con này tivi màu rồi, gió nhựa nha, nhựa mà nó da gỗ này không, tivi ra cũng chắc cũng khoảng 5-8 mấy nha nè, 8 mấy, 9 mấy, gọi 8 mấy 9 mấy nè, tầm đó.